Vâng, xin được mến chào quý khán giả thân thương của Goalmedia. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết chung cuộc giải bóng đá học đường trung học phổ thông Vinsport khu vực huyện Ba Tri năm 2022. Cuộc đấu giữa trường trung học phổ thông Phan Liêm cùng với trường trung học phổ thông Tá Kỷ. Ekip Goalmedia của chúng em xin gửi lời chào đến quý khán giả đang cổ vũ trực tiếp tại sân cùng với khán giả đang tương tác trên fanpage Goalmedia. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều xem bóng đá thật nhiều niềm vui. Vâng, vậy là trọng tài chính thầy Bảy Tình đã cho hiệp thi đấu thứ nhất của trận chung kết được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận đấu thì các cầu thủ đến từ trường Phan Liêm sẽ thi đấu trong trang phục màu áo bíp nha các bạn. Do hai đội bóng đã chung màu áo trắng với nhau nên bước vào trận chung kết này, đoàn quân của đội trưởng Đông Nam sẽ thi đấu trong trang phục màu áo bíp và bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng nhìn của quý khán giả và các bạn. Về phía trường trung học phổ thông Tán Kế sẽ thi đấu cho trường phục sắc trắng và bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng nhìn của quý khán giả và các bạn. Đậu Nam, hôm nay thì Đậu Nam đang thi đấu với hai vị cổ động viên đặc biệt ở bên ngoài sân, đó là người mẹ thân yêu cùng với người đặc biệt của Đậu Nam. Đây sẽ là một liều dupin không hề nhỏ dành cho đội trưởng Quang Thái trong trận chung kết ngày hôm nay. Đậu Nành cũng chính là đội trưởng của Đăng Khoa FC tham gia vào các giải đấu tại sân NCT Football của cầu thủ Nguyễn Công Thành cùng với anh Võ Thanh Bình. Không được, với màn trình diễn của các cầu thủ tham gia vào giải đấu năm nay thì chắc chắn là anh Võ Thanh Bình sẽ có rất nhiều sự lựa chọn dành cho mình trong mẫu của đội hình tuyển huyện Ba Tri tham gia vào giải đấu trung học phổ thông bóng đá học đường tỉnh Bến Tre sắp tới. Các cầu thủ đến từ trường Phan Liêm sẽ ra quân với đội hình thủ thành số 1 Trịnh Văn Phú, số 30 đội trưởng Trần Quang Thái, số 2 Nguyễn Hồng Hải, số 11 Nguyễn Phương Tính cùng với số 6 là Hồ Tấn Lộc. Về phía trường Tán Kế sẽ ra quân đội hình trong trận chung kết này với thủ thành số 1 Lê Anh Hào, số 12 đội trưởng Phùng Văn Lợi, số 10 Lê Quốc Huy, số 7 Nguyễn Minh Dương cùng với số 5 là Nguyễn Dực Duy. Trường Phan Liêm cùng với trường Tán Kế đã có những trận thắng đầy cam go trước khi bước vào trận chung kết này. Phải nói là chất lượng chuyên môn ở giải đấu năm nay tại khu vực huyện Ba Tri là rất tốt. Các đội bóng đều thi đấu cống hiến, hạn chế những pha bóng phạm lỗi và thẻ phạt. Vấn đề đạo đức luôn được trưởng ban tổ chức anh Thái Bình đặt lên hàng đầu. Nỗ lực của đội trưởng Quang Thái. Bây giờ thì vào trận chung kết này thời tiết có thể nói là quá mát mẻ luôn các bạn ơi. Song song với trận đấu chúng ta đang theo dõi cũng đang diễn ra một trận thi đấu chung kết tại quê hương Bến Tre. Đó là cuộc đối đầu giữa Trung Việt Thái FC cùng với Con Voi Bình Dương FC tại giải bóng đá Nam sân 11 Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão năm 2022 do Công an tỉnh Bến Tre tổ chức. Quý khán giả có thể theo dõi song song hai trận chung kết của chúng ta. Đều do ekip vào đã có bàn thắng mở tỷ số rất sớm và trong trận chung kết ngày hôm nay, người vừa ghi bàn đó chính là đội trưởng Phùng Văn Lợi các bạn ơi. Một tình huống đột phá bất ngờ đến từ chân sút mang áo số 12 đội trưởng Phùng Văn Lợi đã khiến cho hàng phòng ngự đến từ trường Phan Liêm vô cùng bất ngờ và không kịp thời phản ứng trước cú dứt điểm bằng chân phải khá khăn. Hạ gục được thủ thành Trịnh Văn Phú mở điểm số đầu tiên ở trong trận chung kết ngày hôm nay. Đã có một tình huống tranh chấp giữa thủ môn Lê Anh Hào cùng với chân sút đến từ trường Phan Liêm. Người đang bị đau có vẻ là à,
đó là Tấn Lộc các bạn. Xin cảm ơn các cổ động viên đến từ quê hương Ba Tri luôn cung cấp thông tin kịp thời cho bình luận viên. Vâng, vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số dành cho các cầu thủ đến từ trường Phan Liêm các bạn. Người vừa ghi bàn không ai khác đó là đội trưởng Đào Nành. Một trận chung kết đang diễn ra quá hấp dẫn luôn các bạn. Ngay khi mà Phùng Văn Lợi, đội trưởng của trường Tán Kế đã có bàn thắng mở tỷ số thì lập tức đội trưởng Đậu Nành, Quang Thải đến từ trường Phan Liêm đã có câu trả lời. Quang Thải, người vừa áp sát Quang Thải là Quốc Huy. Xin chào bạn Khang Tăng. Khang Tăng đã có lời nhắn là Nguyễn Hoàng Khôi, trường Phan Liêm cố lên. Không vào. Ở bên ngoài sân thì cổ động viên Hồng Ân đang cổ vũ cho cầu thủ Đăng Khôi. Nãy giờ Hồng Ân có mặt rất sớm và ngồi kế bên bình luận viên luôn các bạn. Đăng Khôi còn có nickname là Khôi Vòng Răng, theo thông tin của cổ động viên Hồng Ân ở bên ngoài sân. Phải nói là các cổ động viên ở quê hương Ba Tri rất thân thiện và mến khách nha các bạn. Mong rằng ekip của chúng em sẽ tiếp tục đồng hành và trở lại với quê hương Ba Tri ở những giải đấu tiếp theo trong thời gian sắp tới. Chúng ta cùng tiếp tục với trận đấu. Hồng Hải, vẫn còn. Tạm một lần dành cho các cầu thủ đến từ trường Tán Kế. Văn Phú, vẫn còn. Nhật Duy, đây là Quốc Huy. Văn Lại, một pha dứt điểm bằng mũi dài của Văn Lại. Và xử lý của Quang Thái. Ở bên ngoài sân thì đội trưởng của Sơn Nguyệt Anh Quy Não đã có lời cổ vũ dành cho Phùng Văn Lại. Mong rằng Văn Lại sẽ có được bàn thắng tiếp theo giúp cho đội nhà giành được chiếc cúp vô địch danh giá của giải đấu ngày hôm nay. Xin cảm ơn Quy Não. Quy Não tên thật là Quang Quy nha các bạn, nhưng mà những người bạn chí cốt đã cho bình luận viên biết nickname của cầu thủ này. Không được. Văn Phú có một pha va chạm giữa Văn Phú cùng với chân sút đến từ trường Tán Kế. Xin chào Huỳnh Võ Đắc Nguyện. Đắc Nguyện đã có lời cổ vũ đến cầu thủ Hồng Hải. Phùng Văn Lợi bước vào trận chung kết này, Văn Lợi đang bùng hết sức của mình ra các bạn. Ở trận bán kết vừa rồi thì Văn Lợi chủ yếu ở khu vực hàng phòng ngự mà thôi, hạn chế những tình huống dâng cao ngay từ giữa sân. Nhưng bước vào trận chung kết này thì Văn Lợi đang có xu hướng dâng cao tham gia tấn công nhiều hơn, và chính Phùng Văn Lợi cũng là người đã mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay.
một chiến thuật hoàn toàn hợp lý dành cho trường Tán Kế. So với trường Tán Kế thì trường Phan Liêm đã có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục hơn so ở trong trận chung kết này. Vâng, quý khán giả và các bạn có lướt qua livestream hãy để lại một like và một chia sẻ cho video của trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ đã có hơn 100 khán giả đang theo dõi trực tiếp nha các bạn. Chính xác là 102. Sức hút đến từ sức phổi của quê hương Bến Tre của chúng ta ngày càng lan tỏa hơn với các anh em ở trong khu vực. Theo thông tin của ban tổ chức thì các cổ động viên ở bên hai hành lang cần phải ngồi thật trật tự để giúp cho tổ trọng tài cũng như là cameraman của chúng em tác nghiệp tốt hơn. Xin gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên đang tham gia ở bên trong sân. Lượt hội ý đến từ trường Trung học phổ thông Tán Kế. Đã hết lượt hội ý. Trận đấu sẽ được tiếp tục các bạn. Trên ảnh vừa rồi đó chính là huấn luyện viên trưởng của trường Tán Kế. Đường trẻ bóng đến từ đội trưởng Văn Lợi. Hồng Hải. Xin chào bạn Nam Tuấn. Nam Tuấn đã có lời cổ vũ dành cho Văn Lợi cùng với các anh em trường Tán Kế. Mong rằng Văn Lợi sẽ có được chiếc cúp vô địch rất hay. Bước vào trận chung kết này, Phùng Văn Lợi đang thi đấu khá xuất thần các bạn. Vâng, vậy là đã có một chiếc thẻ vàng dành cho tình huống phạm lỗi cùng với cầu thủ mang áo số 10 Lê Quốc Huy. Chúng ta còn mà xem lại tình huống vừa đây. Đó là pha phạm lỗi của đầu nành các bạn. Vậy là 30k đã ra đi và không bao giờ trở lại với đầu nành các bạn ơi. Khang Hạnh tài trợ chương trình này. Đứng trước quả đa phạt sẽ là đội trưởng Văn Lợi. Một pha xuất phạt đã trúng vào hàng rào. Cú dứt điểm tiếp theo là của Nhật Chi. Vâng, trên hình ảnh chúng ta đang là các cổ động viên ở bên ngoài sân nha các bạn. Rất đông, phải nói là quá đông luôn. Những người bạn thân Chí Cốt của các cầu thủ đến từ bốn trường. Vâng, vậy là hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì hai đội bóng đang tạm hòa nhau với tỷ số là 1-1. Xin hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa. We'll be right back.
Vẫn còn Quang Huy. Hoàng Thái không kẹp. Các cầu thủ đến từ Phan Lê cùng với Tán Kế đang trình diễn một trận đấu chung kết thật sự hấp dẫn, giống như sự chờ đợi của khán giả và người hâm mộ đến từ xứ phổi của quê hương Ba Thi. Phương Tấn rất tốt. Quang Thái đã cho rằng có một tình huống phạm lỗi cùng với mình, nhưng đó là một pha tranh chấp hợp lệ các bạn. Mặc dù với tính chất là trận chung kết nhưng các cầu thủ của chúng ta cũng phải thi đấu thận trọng nha, vì chiến thắng hay là chưa chiến thắng ở trong trận đấu này, chúng ta sẽ đều là người đồng đội trong màu áo của tuyển huyện Ba Tri tham gia vào giải đấu cấp tỉnh sắp tới nha các bạn. Giải đấu lần này chỉ mang tính chất giúp cho anh Võ Thanh Bình đến từ câu lạc bộ bóng đá Đăng Khoa có được những sự lựa chọn chính xác dành cho đội hình của huyện Ba Tri tham gia vào giải đấu cấp tỉnh sắp tới. Giải đấu này sẽ là cơ sở giúp cho anh Thanh Bình có được những sự định lựa chọn hợp lý á. Quả đá phạt góc tiếp theo dành cho các cầu thủ đến từ trường Phan Liêm. Một lần của Hoàng Thái. Hoàng Thái đã cố gắng thực hiện đường truyền hướng đến vị trí của Phương Tấn, nhưng các hậu vệ, đặc biệt là Phùng Văn Lại, sẽ không hề dễ dàng để cho điều đó xảy ra. Không vào. Vẫn còn các bạn. Quả phạt góc tiếp theo. Nỗ lực dứt điểm vừa rồi là của Phương Tấn. Phương Tấn đã có vẻ hơi nuối tiếc sau khi bỏ qua lỡ cơ hội vừa rồi. Hoàng Thái vẫn không vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp chỉ trong tích tắc các bạn. Đội hình đến từ trường Phan Liêm đang dồn bếp tán kế về sau bên phần sân nha. Vẫn không vào. Hai ba cú dứt điểm liên tiếp luôn các bạn ơi. Văn Lợi cùng với Nhật Nhi vẫn đang rất tập trung trước sức công phá mạnh mẽ của Hà Tấn Công đến từ trường Phan Liêm. Cuối cùng thì trọng tài đã cắt còi. Sẽ là một quả đá phạt có cự ly gần với vòng cấm địa của khung thành thủ môn đến từ trường Tán Kỷ, thủ môn Lê Anh Hào. Đoàn quân trường Tán Kế với sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng thầy Quốc Việt cùng với trợ lý Phan Hồng Quân và Nguyễn Phạm Thuận Chi đang có lợi thế với cách biệt là một bàn ở trong trận chung kết này. Quang Thái bóng đã bập đập vào hàng rào đi ra ngoài. Vẫn là Quang Thái. Hồng Hải. Phương Tấn rất hay. Phương Tấn đã có một pha sâu kiếm tốt. Cú dứt điểm. Hai cú dứt điểm. Cuối cùng thì trọng tài đã xác định một quả đá phạt lên các bạn. Phan Liêm đang có những sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Vâng, vậy là đã có một chiếc thẻ vàng dành cho lỗi phản ứng đến từ cầu thủ mang áo số 6 Hồ Tấn Lộc. 30k của Hồ Tấn Lộc sẽ hân hạnh tài trợ chương trình này. Chiếc thẻ vàng sẽ giúp cho Tấn Lộc tỉnh táo trở lại các bạn. Phương Tấn. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ đến từ Phan Liêm đang khá hưng phấn, nhưng cũng phải cẩn trọng trước những tình huống phản công nhanh và khả năng dứt điểm tốt của cặp đôi
Nhật Duy cùng với Phùng Văn Lại. Phùng Văn Lại có khả năng là dứt điểm tốt ngay từ giữa sân luôn nha các bạn. Không mà thể chủ quan trước đội trưởng của trường Tán Kế. Đậu Đan, đây là Phương Tấn. Văn Lại đã cướp được bóng với đèn đi bóng không được. Văn Lại cũng đã hơi hơi bị xuống sức các bạn. Tất cả các cầu thủ chúng ta đều thi đấu với mật độ 2 trận đấu trong một buổi nên sẽ không hề dễ dàng để có thể duy trì được. Ngoài việc theo dõi video live stream trực tiếp trận đấu này, chúng ta có thể xem lại video bàn thắng của trận đấu cùng với highlight trên fanpage Gold Meda thông qua link YouTube cho các bạn. Phương Tấn, Văn Lại, và cơ hội phản công dành cho Việt Văn. Come on, pha bóng gây thốt tim cho các cổ động viên đến từ trường Phan Liêm. Nếu như mà Tán Kế có được bàn thắng tiếp theo thì sẽ không còn nhiều cơ hội dành cho Phan Liêm. Bây giờ thì cách biệt là một bàn thì cơ hội vẫn đang chia đều. Nếu như mà trường Phan Liêm có được bàn thắng cân bằng tỷ số thì hai đội bóng của chúng ta sẽ tiếp tục phân định thắng thua trên chấm lưng lâu, giống như là ở trận tranh huy chương đồng của đối đầu giữa Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 3 cùng với trường Trung học Phổ thông Sương Nguyệt Anh. Ở trận chấm lưng lâu lượt xúc căng não thì Sương Nguyệt Anh đã chiến thắng với tỷ số là 4-2, xuất sắc giành được tấm huy chương đồng ở giải đấu năm nay. Nhật Duy, những lời nhắc nhở liên tiếp đến từ ban ghế huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng thầy Quốc Việt cùng với hai trợ lý Hồng Quân và Phương Duy đến từ trường Tán Kế. Sự có mặt của thầy Quốc Việt đã giúp cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Tán Kế vững tâm hơn các bạn. Hồng Hải phản công 2-1, chưa thể đưa bóng vào trong lưới các bạn. Đó là cú dứt điểm của Nhật Duy. Tình huống vừa rồi cũng hơi cận chân của Nhật Duy nên lực xúc là chưa đủ. Không vào. Và dứt điểm tiếp theo là của Quốc Huy. Phía đội hình của trường Phan Liêm đã có thêm sự điều chỉnh với sự góp mặt của cầu thủ Hoàng Duy, chân sút mang áo số 7. Phản công dành cho Tán Kế. Trung vệ đến từ Phan Liêm đã kịp thời lùi về, đó chính là Phương Tấn. Phương Tấn phải nói là thể lực rất khỏe luôn các bạn ơi. Thi đấu lên công về thảo liên tục từ đầu trận cho tới bây giờ. Thì đã mang áo số 1, chắc chắn sẽ là một trong những sự lựa chọn trên hàng công dành cho anh Võ Thanh Bình. Vâng, vậy là trọng tài đã thổi được còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức cuộc trận đấu chung kết. Xin chúc mừng cho trường Trung học Phổ thông Tán Kế với những cái tên như là Phùng Văn Lại, Bắc Huy, Nhật Duy đã xuất sắc giành được chức vô địch ở giải đấu năm nay. Vâng, tiếp theo sẽ là phần trao thưởng đến từ ban tổ chức. Xin mời quý khán giả và các bạn đứng đài màn hình để we'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.